luôn lấp lánh. Từ những hoa tô màu xuân cho bức tranh, nụ cười thơ cũng làm ta lưu luyến nhớ. Thật lòng mơ nhưng mà ta luôn làm ngơ. Ngày gặp nhau giờ đã xa nhưng đó rồi, dòng thời gian vẫn hồn nhiên vẫn cứ trôi. Rồi từng đêm đến từng đêm vẫn ướt môi. Chẳng là gì nhưng chỉ đơn phương lời thôi. Vậy yêu đơn phương là gì? Ngọc trăng sao nói ra? Vậy nói ra ta làm gì? Đêm một từ hóa đi, mình đi dần dần. Đêm ta vẫn cứ mơ. Vâng, và chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Bờm Audio. Vừa rồi là một thứ âm thanh đến từ loa có tên là Kenwood 5005 các bác nhá. Đây là một cặp loa ở trong một bộ dàn mini có tên là Kenwood K505. Ở đây thì hàng nhà em về thì chỉ có loa thôi các bác nhá. Thì bác nào mà có nhu cầu mua loa, loa không ấy, thì có thể tham khảo qua cái mẫu loa này. Đây là mẫu loa mini 2 đường tiếng. Chép của con này tầm 2,5 cm. Bát sẽ là bát 11 cm. Hình thức còn rất là đẹp, hàng gần như là mới luôn. Chỉ là không có hộp thùng hộp thôi. Cái phần màng loa này còn rất là mới các bác nhá. Màu trắng tinh khôi luôn. Loa đầy đủ thì sẽ có đầy đủ e cang cho các bác. Ở đây thì em đang tháo ra rồi. Đây e cang của các bác. Để các bác nhìn rõ hơn. Con này công suất là 40W, trở kháng là 4 ohm. Nhà em thì chỉ còn màu vật màu gỗ này thôi. Màu tối thì không còn. Có một cặp thì các bác ở đã chốt cho các bác ở Sài Gòn rồi. Thì với cặp loa như này thì rất hợp với các bác để ở bàn làm việc, tạo nên cái sự sang trọng. Thì cặp loa này đang có giá là 1,5 triệu các bác nhá. 1,5 triệu bao ship toàn quốc cho các bác. Thiết kế rất là sang trọng. Ở đây thì em đang đánh với một cái âm ni đời cũng khá là cao rồi. Thì sau đây xin mời các bác cùng lắng nghe cái một bản nhạc đến từ Kenwood K505. Phải cố gắng bước qua, chẳng thể nói thương thơ. Người đi làm đi em buồn những tổn thương, ai giờ lâu nay phát nát rồi. Chỉ biết khóc cười vậy thôi. Nếu anh là em muốn kết thúc nhưng anh phải đau ngàn lần. Anh đi vào sâu tim. Chẳng thể nói thứ tha. Người đi làm tim em mà